Làm chồng em đi anh. Em rất thích đàn ông làm việc nhà. Thấy rất yêu lắm luôn. Trời ơi. Sao lại có người lại có triệu chứng lại muốn yêu mình? Hay rồi. Gay rồi. Con lẩm bẩm cái gì đấy? À, con chơi TikTok mà bố. Có đứa nó hỏi con là có yêu cô ấy không? Ngại quá. Thế à? À mày cũng có đứa đòi yêu mày cơ à? Đùa đấy nhỉ? Bố cứ đùa con ấy chứ. Con đẹp trai thế này cơ mà bố tưởng. Được đấy. Thế mày yêu nó luôn đi. Đấy xem nó có đồng ý không. À sao lại yêu bố? Bố cứ đùa con. Con còn vợ của con nữa chứ. Con có vợ con này, bố không biết à? Bố quên à? Ờ thì tao cứ bảo mày thế. Chứ mày chơi không chơi thôi. Chứ ngày xưa ấy, ông mày đâu có mách bà mày đâu. Bố vẫn cứ chơi đấy. Sao đâu. Bố nói cái gì? Bố vẫn cứ chơi á? What? Rồi.